Hi xin so mọi người, mình là Ben đây Rồi thì cách đây mấy ngày trước mình có hướng dẫn các bạn cách lấy một cái title mới từ admin Drip Indra đúng không? Đó chính là cái title gọi là Drip Family một cách free luôn Và các bạn chắc các bạn làm được rồi các bạn sẽ nhận được cái title đó trong update 17 phát 2 nhé. Rồi thì lần này thì admin gọi là My game 43 cũng là một admin chính trong tựa game Lockfruit này luôn nhớ Thì ổng cũng mới vừa ra một cái title mới tên là Red Legend này, nghe rất xỉn sò luôn Và nó kiểu là do ông Drip Indra với MyGame43 cũng là hai admin mà cho nên là hai ổng làm ra để cạnh tranh nhau cho coi ai vừa rồi các bạn này đó thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy nhận và cái nhận một cách free cái title mới gọi là red legend này nhá Rồi thì nếu các bạn thích video này thì cho mình nút like subscribe cảm ơn các bạn rất là nhiều và sắp đến tết rồi mọi người subscribe cho mình đi nào đó thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái group mình để link phía phần mô tả nha mình sẽ để link này dưới phần mô tả cho các bạn bấm vào đây chính là cái group của ông mai game bốn này thì ông này là có cái group tên là red legend thì một cái title mới nè thì hôm nay rất là đam mê Naruto này ok thì đầu tiên các bạn bấm vào nút John cho mình nhé đây bấm vào zone group cho mình thì các bạn đã zone group thành công và được xác nhận vô sau đó các bạn bấm vô phần setting và đổi thành Deep Lane Name nhé thì lần trước các bạn đổi thành gọi là Rip Rip gì đó thì là các bạn đã nhận được cái title đó rồi thì lần này các bạn sẽ nhận được thêm một title mới đấy nhá thì đầu tiên các bạn đổi tên cho mình các bạn đổi thành gọi là Red đó các bạn gạch dưới các bạn thích đổi tên thì cũng được tùy thấy như mình đổi đặt bên nè đấy đi chưa thì cái Red này các bạn nhớ ghi chữ ghi thường như mình nhá đó thì đây chính là cái hình dáng của cái title mới để mình cho các bạn xem nhá hình dáng của title mới nó sẽ gọi là có hình màu đỏ nha đây thì ông ông ACR mới ra video mới nè đây để mình cho các bạn xem đây thì sau khi các bạn à, không, không, cái này là kia thôi đây thì sau okay, khi các bạn gọi là nhận cái title này xong rồi các bạn sẽ có cái chat các bạn sẽ nhận được cái title ở đây đúng không Red Legend này rất là xịn luôn còn của ông hình như uh, rip in ra hình như là màu trắng các bạn mình nhớ là vậy rồi thì video này của mình cũng đã hết thì các bạn đã xem video còn bây thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé